Đó là thành tựu tiến hóa thú vị nhất. Khả năng bay lượn. Từ côn trùng, chim chóc đến rơi, có hàng chục ngàn loài bay lượn khắp bầu trời. Nhưng hàng triệu năm trước, bay là một khái niệm xa lạ. Đây là điều chỉ xảy ra 4 lần trong lịch sử tiến hóa của hành tinh. Những loài vật này chống lại định luật vạn vật hấp dẫn bằng cách nào? Chúng đã bắt đầu bay như thế nào? Vương quốc của động vật có đến hàng triệu loài. Nhanh nhất trong số đó là chim cắt. Với tốc độ lên đến hơn 320 km một giờ, loài chim này có thể lượn xuống từ độ cao hơn 800 mét, tung ra đòn tấn công chết chóc. Tốc độ cực nhanh và thành công trong việc săn mồi của chim cắt có được là nhờ một đặc điểm, khả năng bay lượn. Con người luôn mơ được bay lượn, nhưng sự tiến hóa đã bỏ qua chúng ta. Nhưng khó tin là hơn 3/4 loài động vật sống trên cạn đều có thể cất cánh. Từ bướm, chim, bọ và rơi, các sinh vật đa dạng này đều tiến hóa một cơ chế phức tạp giúp chúng cất cánh và bay lượn trên không. Động vật bay được khi nó có đủ lực nâng và lực đẩy để tung mình và giữ thăng bằng trên không trung. Nhưng động lực nào đã thúc đẩy sự biến đổi phi thường đó? Những động vật đầu tiên đã bay lên không trung khi nào? Chúng đã phát triển khả năng này thế nào để chống lại lực vạn vật hấp dẫn? Có thể thấy những nét chấm phá của quá trình tiến hóa tuyệt vời này ở quanh ta ngày nay. Đó là côn trùng. Suốt hàng triệu năm, không một loài nào biết bay. Nếu một loài không sinh sống nhỏ bé di chuyển trong rừng, kiếm đồ ăn, nó sẽ phải bò lên các ngọn cây, leo xuống cây này rồi lại leo lên cây kia để kiếm thức ăn. Rồi đột nhiên một chuyện xảy ra. Sinh vật bay đầu tiên xuất hiện. Và một khi bay lượn đã xuất hiện, nó làm thay đổi tất cả. Hóa thạch cho thấy côn trùng đột ngột bay được gần 350 triệu năm trước. Quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên đã tạo ra những loài đầu tiên có cánh và đủ sức nâng chúng lên không trung. Sự tiến hóa ngẫu nhiên này giờ có thể thấy rõ hơn ở 1 triệu loài côn trùng. Cánh của chúng tiến hóa giống như cánh quạt dài và cong của trực thăng. Bề mặt cánh không phẳng giúp chúng có thể dễ di chuyển ở không gian hẹp. Nhờ đó, chúng dễ dàng tìm được thức ăn và trốn khỏi loài săn mồi. Côn trùng bay rất giỏi. Chúng có thể liệng, cất cánh nhanh chóng, bay ngược, rẽ ở một góc rất hẹp. Chúng có thể lên rất cao và tận dụng lợi thế này để lấp đầy mọi khe hở trên trái đất. Côn trùng là động vật đầu tiên, nhưng không phải là loài cuối cùng biết bay. Để bay được, động vật không chỉ đơn thuần tung mình lên cao một khi đã ở trên không. Chúng cần tập trung sức lực và lượng oxy lớn để nâng mình trên không. Xét đến nhu cầu sinh lý cơ thể, không lạ gì khi loài biết bay nặng nhất ngày nay, chim otit, chỉ nặng có 20 kg. Nếu quan sát các loài chim với kích cỡ khác nhau, nhất là khi chúng cất cánh, ta dễ dàng nhận ra các chú chim lớn cất cánh khó hơn. Nhưng một trong những loài biết bay đầu tiên đã phá vỡ quy luật kích thước trong tiến hóa. Nhóm động vật có xương sống biết bay đầu tiên sản sinh ra loài thú bay lớn nhất mọi thời đại. Thằn lằn bay, nặng khoảng 200 kg, có tên là Quetzalcoatlus. Đây là Quetzalcoatlus, thú biết bay lớn nhất mọi thời đại, với sải cánh rộng hơn 10 mét. Loài này bay lượn trên bầu trời phía Tây Bắc Mỹ. Khi bay hết tốc lực, sải cánh của nó tương đương với 3 chiếc xe đậu nối đuôi nhau. Hãy tưởng tượng nếu thứ đó lao vào bạn. Loài thằn lằn khổng lồ này có một chiếc đầu khoằm to bằng một người. Khi đứng trên mặt đất, nó cao hơn cả hươu cao cổ. Với kích cỡ gấp 4 lần sinh vật bay lớn nhất hiện nay, nó đúng là điều dị thường của tiến hóa. Áp lực gì trong hệ sinh thái đã khiến sinh vật khổng lồ này cất cánh trên bầu trời? Làm sao nó có thể bay?
với trọng lượng hàng trăm kg. Dường như đôi cánh khổng lồ không thể tạo đủ lực nâng để bay lên không. Thằn lằn bay sống cách đây 220 triệu năm, là sinh vật có xương sống đầu tiên có thể bay. Tên của chúng xuất phát từ Pretosos trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là thằn lằn có cánh. Không giống chim, sinh vật có xương sống biết bay đầu tiên này không có lông vũ. Nhưng da của chúng kéo căng từ móng ra sau lưng tạo thành chiếc cánh. Nhóm sinh vật có xương sống biết bay lần đầu tiên là thằn lằn bay. Chúng ở họ gần nhưng không phải khủng long. Thế giới nơi thằn lằn sống hoàn toàn khác ngày nay. Khủng long cao hơn hẳn tán cây. Ở bên dưới, hàng triệu côn trùng bay vo ve quanh chân nó, cạnh tranh giành thức ăn, cùng hàng trăm loài bò sát. Bay lượn mở ra vô số khả năng sinh thái mới cho thằn lằn bay. Một trong các khả năng xuất hiện sớm nhất đó là bắt côn trùng biết bay. Chúng có thể bay theo, đuổi bắt và ăn côn trùng. Thằn lằn bay cũng tìm đến đại dương và ao hồ để kiếm ăn. Chúng bay trên mặt nước, lao xuống bắt cá. Khả năng bay lượn giúp cho chúng có lợi thế phát hiện và tìm ăn xác sinh vật chết. Những nguồn thức ăn mới lý giải cho khát vọng bay của chúng. Nhưng những con quái thú nặng 200kg này làm thế nào để bay được? Sinh vật to lớn này rời khỏi mặt đất và bay lượn trên không bằng cách nào luôn là bí ẩn kể từ khi người ta phát hiện ra loài thằn lằn bay. Michael Habib là nhà sinh học tiến hóa ở Đại học Johns Hopkins. Anh tin là mình đã giải được bí mật về loài bò sát khổng lồ bay này. Cuối những năm 1920, một nhóm nhà cổ sinh học khai quật được bộ xương thằn lằn bay trong một hố ở Oregon, trong đó có một chiếc xương cánh có vẻ tầm thường. Chiếc xương ít được quan tâm và cất trong ngăn kéo của viện bảo tàng suốt hơn 80 năm. Nhưng Habib tin chiếc xương cánh đơn giản có thể giải đáp cách các sinh vật khổng lồ này bay lượn. Chiếc xương này được tìm thấy là một phần quan trọng nhất ở cánh để hiểu kiểu bay của loài thằn lằn này. Chính phần này là phần nối thân và cánh, nơi tập trung phần lớn cơ dùng khi bay. Khi tôi nói chuyện với người phụ trách bảo tàng về bộ xương của nó, đây là thứ cuối cùng mà họ đưa cho tôi. Nó gần như bị bỏ sót. Họ quên mất sự tồn tại của nó. Chiếc xương được bảo vệ khá tốt. Habib cảm thấy đã tìm được điều gì đó. Chiếc xương trước mặt anh có thể giúp giải thích lý do một sinh vật to gấp 4 lần sinh vật biết bay lớn nhất hiện nay có thể tạo ra một lực đủ lớn để cất cánh và ở trên không. Habib muốn chụp hình ảnh X-quang công nghệ cao của lõi hóa thạch tại trường Y thuộc Đại học Johns Hopkins. Đầu tiên, Habib chú ý đến thứ mà các nhà cổ sinh học vốn biết từ lâu về xương của thằn lằn bay. Chúng rỗng ở bên trong. Cấu trúc rỗng cho phép xương phát triển rất to. Đường kính của chúng có thể rất rộng, khiến xương rất khỏe. Nhiều cơ có thể tập trung ở đây mà không làm xương quá tải. Chiếc xương này tuy vậy lại không rỗng hoàn toàn. Habib nhận ra sự phát triển kỳ lạ bên trong chiếc xương, giống như là các dầm đỡ. Tương tự trụ tường ở nhà thờ giúp tường khỏi đổ vào trong. Chúng sắp xếp theo các hướng đặc biệt. Điều đó cho biết chỗ nào xương cần tăng cường nhiều nhất, chỗ nào cần lực đẩy lớn, nhất là từ bên trong để xương không sập xuống. Với phát hiện này, Habib phát hiện ra mục đích của chiếc xương. Nó được dùng để giúp cho thằn lằn bay, như con Quetzalcoatlus nặng 200kg, cất cánh, giống như người nhảy cầu, tung mình rời khỏi ván nhún. Việc cất cánh rất khó và đòi hỏi sự chính xác cao ở động vật bay. Chúng phải lấy được nhiều đà trong khoảng thời gian ngắn. Để cất cánh khỏi mặt đất và lao lên không, con vật cần tạo ra nhiều lực, do đó cơ phải khỏe. Ở loài chim, nó dồn chủ yếu vào chân sau, vì chim bay lên không chỉ nhờ vào cánh mà còn cả chân nữa. Chân giúp tạo đà, giúp chúng lao mình vào không trung. Việc phát triển ra hệ thống đỡ bên trong cho thấy các chi trước đủ khỏe để đẩy thằn lằn bay rời khỏi mặt đất và phóng cơ thể to lớn của chúng lên không. Như vậy, bộ cánh không chỉ là tác nhân bay. Thực ra, đó là các chi trước mà chúng dùng để đi lại và giúp lấy đà khi bay.
phát hiện của Habib có thể đột phá, giúp giải đáp tranh cãi kéo dài về cách các sinh vật có xương sống khổng lồ đầu tiên bay lên. Nhưng vẫn còn một câu hỏi, tại sao ngày nay không còn con vật to lớn nào biết bay? Đáp án có thể nằm ở kích thước của những sinh vật này. Thú lớn cần nhiều thức ăn hơn để duy trì sự sống. Khi môi trường có nhiều bất ổn hay gặp thảm họa, các sinh vật lớn với dải cánh 10 mét như loài thằn lằn bay này kiếm ăn chật vật hơn một con chim có kích cỡ nhỏ hơn nó nhiều. Có thể kích thước này đã dẫn chúng đến bờ tuyệt chủng. Như 150 triệu năm trước, một nhóm sinh vật khác đã tiến hóa khả năng bay độc lập so với thằn lằn bay, sử dụng cách thức bay khác, được chọn lọc để phù hợp với kích thước và cấu tạo của chúng. Thú vị là chim cỡ nhỏ chiếm đến hơn một nửa các loài chim trên thế giới. Như vậy, trong công cuộc tiến hóa của loài chim, người ta cho rằng chim nhỏ đã thành công hơn các anh bạn to lớn của mình. Điều gì đã tác động đến chúng? Không phải từ thằn lằn bay, mà là những sát thủ ở trên mặt đất. 150 triệu năm trước, ở giữa kỷ Jura, sự sống tràn đầy với vô số loài mới. Không chỉ ở dưới đất mà cả ở trên không. Hai hướng tiến hóa bay riêng biệt đã tạo ra hàng triệu loài côn trùng, còn thằn lằn bay thì đã sải cánh trên các vòm cây hơn 100 triệu năm. Nhưng giờ không chỉ có mình chúng nữa, một lớp sinh vật mới đã tiến hóa độc lập với chúng và đưa việc bay lượn lên tầm cao mới. Tiến hóa hội tụ là hiện tượng các sinh vật có tổ tiên khác nhau, tiến hóa các đặc điểm tương tự dưới áp lực môi trường giống nhau. Sự tiến hóa khả năng bay là một minh chứng tuyệt vời về tiến hóa hội tụ. Chim và thằn lằn bay đều tiến hóa cơ thể tương tự nhau để bay hiệu quả hơn. Từ chim bồ câu đến công, đại bàng đến chim sẻ, trái đất ngày nay có hơn 10.000 loại chim, gấp đôi số lượng thú có vú. Chính xác thì chúng đã tiến hóa khi nào và thích nghi với việc bay lượn ra sao là câu chuyện kỳ bí dài 230 triệu năm. Nhưng nếu biết tìm đúng chỗ, bạn sẽ bắt gặp manh mối. Chúng mày thế nào? Kỳ khôi là lời giải thích cho cách chim học bay có thể lại nằm ở dưới mặt đất. Các loài chim không bay cỡ lớn như đà điểu giúp chúng ta truy lại nguồn gốc của việc bay, vì người ta tin rằng chim không tiến hóa từ thằn lằn có cánh mà từ khủng long sống dưới đất. Đà điểu châu Úc là một trong những loài gần gũi nhất còn sót lại trên mặt đất, giúp ta biết được hình dáng và hành vi của khủng long không thuộc lớp chim. Ví dụ, hãy nhìn chân chúng xem, ta sẽ thấy chúng có vẩy giống như là bò sát. Bàn chân có 3 ngón đỡ lấy trọng lượng cơ thể giống như loài khủng long Theropod, không thuộc lớp chim. Khủng long Theropod đứng thẳng, hai chi sau dùng để đỡ cơ thể và di chuyển. Hai chi trước ngắn dùng để tóm và xé con mồi. Nổi tiếng nhất là loài khủng long bạo chúa rất đáng sợ. Nếu ta quan sát chân khủng long bạo chúa và đặt nó cạnh chân đà điểu châu Úc, ta sẽ thấy nhiều điểm tương đồng vì chỉ có chút ít khác biệt. Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa chim và khủng long không thuộc lớp chim chính là đặc điểm mà chúng thừa hưởng từ loài khủng long không thuộc họ chim, đó là lông vũ. Từ lâu người ta nghĩ trong số các loài xương sống, chỉ có chim mới có lông vũ, nhưng không phải vậy. Hàng triệu năm trước, vài loài có xương sống không biết bay cũng có lông vũ. Giờ ta biết lông vũ không chỉ riêng có ở chim. Chúng tiến hóa đầu tiên ở loài khủng long không thuộc họ chim và có khả năng không phải để phục vụ việc bay mà là để giữ nhiệt hay là ủ ấm tổ của chúng. Nhưng ngoài bộ lông giống nhau, làm sao ta biết chim được tiến hóa từ khủng long? Làm sao loài động vật dưới đất này lại có thể bay lên trời? Suốt 200 năm qua, các nhà cổ sinh học đã bắt đầu tìm chứng cứ kỳ diệu giúp giải đáp các bí ẩn về tiến hóa trong các hóa thạch được bảo tồn rất tốt. Bảo tàng lịch sử tự nhiên Carnegie ở Pittsburgh lưu giữ một trong những bộ sưu tập xương khủng long hàng đầu thế giới. Trong số đó có những manh mối đáng chú ý về cách chim và khả năng bay của chúng tiến hóa từ khủng long. Đây là mẫu hóa thạch của chim thủy tổ. Khi được phát hiện cách đây hơn một thế kỷ, nó đã làm kinh ngạc giới khoa học bởi hóa thạch là một tổng thể các đặc điểm cơ bản của loài bò sát và chim. Chim thủy tổ là đại diện đầu tiên của một nhóm động vật mới.
Nó thuộc họ chim và phân biệt với khủng long nhờ lông và khả năng bay lượn. Dù có thể không mấy hiệu quả trên không, nhưng cấu trúc cơ thể của loài này có sự khác biệt rõ ràng so với các loài khủng long không bay. Là chim cổ xưa nhất trên trái đất, nhưng nó không tiến hóa hơn nhiều so với tổ tiên. Nhìn vào bộ xương của chim thủy tổ có thể nhận ra nhiều đặc điểm được truyền lại từ tổ tiên khủng long nhưng đã mất đi ở chim hiện đại. Ví dụ, quan sát xương sọ của chim thủy tổ, ta thấy nó vẫn còn những chiếc răng nhỏ. Ai cũng biết ngày nay chim không có răng. Ta cũng thấy chiếc đuôi dài, xương sẩu ở chim thủy tổ, một đặc trưng của khủng long. Nếu nhìn vào các chi của chim thủy tổ, có thể thấy đầu ngón của nó vẫn được bịt các vuốt cong. Đặc điểm này cũng có ở khủng long. Thêm vào đó, dường như chim thủy tổ cũng thiếu một thứ quan trọng. Đó là cơ. Chim hiện đại có một loạt cơ ngực nối với xương ức, giúp chúng tạo ra đủ lực để bay. Chim thủy tổ không có các cơ này. Vì vậy, cơ thể đó có thể giúp chúng bay lên, nhưng có vẻ không duy trì được lâu. Chắc hẳn là chim thủy tổ bay được, nhưng so với chim hiện đại, chúng khá vụng về. Ta biết điều này vì bộ xương của chúng ở dạng sơ khai hơn chim hiện đại rất nhiều. Vậy chim hiện đại tiến hóa khả năng bay hiệu quả thế nào? Sau khi chim thủy tổ là bước tiến hóa nào? Năm 2004, trong một cuộc khai quật ở Tây Bắc Trung Quốc, Lamana và đồng nghiệp đã bắt gặp một màu hóa thạch khác giúp hoàn thiện bức tranh. Càng quan sát, chúng tôi càng nhận thấy đây là một nhóm chim lạ, có nhiều trong kỳ phấn trắng, giai đoạn cuối cùng của thời đại khủng long. Trong cuộc khai quật, họ thu được gần 100 bộ xương hoàn chỉnh của loài chim sống cách đây 100 triệu năm. Trong đó có một mẫu hiếm có. Trước đây, người ta từng tìm thấy các mẩu nhỏ của loài chim Gansus, vốn tuyệt chủng từ lâu, nhưng chưa ai từng phát hiện cả bộ xương hoàn chỉnh thế này. Gansus xuất hiện sau chim thủy tổ 40 triệu năm, tức là khoảng 110 triệu năm trước, và phát triển khá nhanh trong lịch sử tiến hóa của loài chim. Chúng có nhiều đặc điểm giống chim hiện đại. Nhìn chung, chúng giống chim hiện đại, xét về mặt giải phẫu từ 110 triệu năm trước. Mặc dù chim thủy tổ có thể bay, nhưng Lamana phát hiện ra Gansus có các đặc điểm giải phẫu chắc chắn khiến chúng bay tốt hơn chim thủy tổ nhiều. Phần lớn câu chuyện tiến hóa của loài chim liên quan đến việc cải thiện khả năng bay. Ví dụ như khi quan sát chim thủy tổ, ta thấy những điểm không có ở chim hiện đại như là răng hay là cái đuôi dài. Từ lâu người ta đã cho rằng chim hiện đại không có hai đặc điểm này là để giảm bớt trọng lượng. Răng biến mất, đuôi ngắn hơn và các đặc điểm đặc trưng khác biến chim cổ lưỡng cư Gansus thành loài trung gian giữa chim thủy tổ còn nặng đặc tính của khủng long và chim hiện đại. Nhưng liệu hóa thạch còn có lưu lại vết tích các cơ ngực giúp chúng bay dễ dàng hơn chim thủy tổ không? Vấn đề là tuy có hóa thạch hoàn chỉnh của loài chim cổ lưỡng cư, nhưng nó ở dạng phẳng, gần như không thể thấy các đặc điểm giải phẫu ở loài mới này. Liệu câu hỏi quan trọng này sẽ mãi không có lời giải? May thay, Lamana có thể nhờ một đội các nhà điêu khắc cổ sinh học ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie thử tái tạo lại hình ảnh của loài chim này. Giống như các nhà điều tra hiện trường, đội tái dựng về mặt lý thuyết các xương vỡ, tạo ra các hình ảnh về loài chim cổ lưỡng cư. Đúng như Lamana hy vọng, thân của loài chim cổ lưỡng cư có vẻ đủ sức đỡ được đôi cánh rộng và khỏe. Sự xuất hiện của xương ức ở chim cổ lưỡng cư đồng nghĩa với việc sinh vật này có thể có các cơ lớn hơn so với các cơ bé tẹo ở loài chim thủy tổ. Ngày nay, mọi loài chim biết bay đều có cơ lớn, tương tự như chim cổ lưỡng cư. Điều này khiến chúng đủ sức để đập cánh và bay lên. Liệu chim cổ lưỡng cư có phải là một bước tiến hóa cho phép chim bay lượn thành thạo hơn? Có lẽ con này có xương ức khá lớn, nó có thể đập cánh với lực khá mạnh và có lẽ bay khá tốt. Có thể thấy rõ ở chim cổ lưỡng cư, phần xương ức nối với nhiều cơ bay khỏe, cũng như xương cổ cánh lẫn với xương ngón, chiếc đuôi ngắn và xương mắt cá lẫn với xương chân. Đây đều là những đặc điểm của chim hiện đại.
Các đặc trưng này biến những loài biết bay sơ khai, vốn là bò sát biết bay, thành một loài hoàn toàn mới, dành phần lớn thời gian ở trên không. Chim cổ lưỡng cư là loài bay lượn cừ khôi, có lẽ không kém gì nhiều loài chim hiện đại. Chim là một trong những loài có xương sống thành công nhất. Nhưng để tồn tại trong môi trường mới, chúng cần có vài thay đổi lớn về mặt giải phẫu. Những gì hữu ích trên mặt đất giờ lại cản trở chúng ở trên không. Khi chim có được khả năng bay lượn từ khủng long, chúng cũng phải trả giá và chấp nhận mất đi vài thứ. Dễ thấy nhất là giờ chúng không còn tay. Toàn bộ xương ngón tay giờ hợp nhất với đôi cánh có lông vũ, nên chúng không thể thao tác gì bằng tay hoặc tự vệ dưới mặt đất. Bất kể cái giá là gì, hóa thạch cho thấy sự quá độ từ khủng long sang chim trong quá trình tiến hóa là một thành tựu lớn. Theo thời gian, loài chim ngày càng phân nhánh rộng. Các nhóm này tiến hóa khả năng bay và phát triển hàng trăm, hàng nghìn loài, tiếp tục lấp đầy môi trường. Các hóa thạch tuyệt vời như chim thủy tổ và gan sút giúp ta hiểu về các đặc điểm giải phẫu để định hình loài chim và thời điểm chúng tiến hóa. Nhưng yếu tố môi trường nào đã khiến chim bay được? Khi tìm hiểu nguồn gốc của việc bay lượn ở loài chim, ta cần trả lời vài câu hỏi. Có lẽ câu hỏi lớn nhất là: áp lực chọn lọc nào đã khiến chim bay lên không? Chuyện gì xảy ra dưới mặt đất đã biến loài khủng long hai chân có lông vũ trở thành bá chủ của bầu trời? Qua hóa thạch, ta biết các loài chim biết bay tiến hóa từ khủng long hơn 140 triệu năm trước. Nhưng bí ẩn lớn nhất vẫn còn đó. Động lực nào khiến những sinh vật sống trên cạn bay lên không trung? Khi tìm hiểu tập tính của sinh vật qua hóa thạch, tất nhiên là ta sẽ chạm đến một lĩnh vực nặng tính suy đoán. Làm sao để giải thích từng bước chuyển hóa trong lịch sử của chim, khởi nguồn từ loài khủng long cho đến ngày nay? Ken Dial, giáo sư sinh học tại Đại học Montana cho rằng, đáp án về cách tiến hóa của việc bay lượn không nằm ở xương những loài đã chết từ lâu, mà ở kiểu hành vi của các loài đang sống. Chúng tôi đang cố gắng mượn những gì có trong hiện tại để diễn giải thành tập tính tiềm năng của các sinh vật hóa thạch. Dial và đồng nghiệp Baron Bertrand điều hành một trung tâm nghiên cứu việc bay lượn của chim ở chân núi Montana. Họ đã tập trung giải đáp khởi nguồn của việc chim biết bay. Vì sao chim cần bay? Vì sao chúng lại muốn bay? Dial tin rằng chim tiến hóa khả năng bay một cách từ từ. Theo thời gian, áp lực môi trường, ví dụ trốn chạy khỏi dã thú, đã thúc ép chúng hướng đến bầu trời, và nhiều đặc điểm thích nghi về sinh lý giúp chúng thành công. Nếu đúng vậy, Dial tin rằng nhiều loài chim vẫn mang những tập tính từ các tổ tiên sống dưới đất. Nói cách khác, nếu được chọn lựa giữa cánh và chân, chim sẽ vẫn chọn ở dưới đất. Để kiểm nghiệm giả thiết này, Dial và Jackson ép chim vào tình huống phải chọn giữa bay và chạy dưới đất. Họ mang những con chim hoàn toàn có thể bay đặt dưới chân một con dốc đứng. Bắt đầu. Họ quan sát thấy lũ chim chọn cách chạy bằng chân trên mặt đất thay vì bay lên đỉnh dốc. Thay đổi độ dốc cũng không làm kết quả thay đổi. Bắt đầu với con dốc nghiêng 30 độ, rồi 60, 75 và cuối cùng là 90 độ. Lần nào, lũ chim cũng chạy thay vì bay. Nhìn vào góc độ mà chúng cố leo lên, chúng tôi nhận ra một điều rất đặc biệt. Nếu con chim cố leo lên dốc nhỏ hơn 60 độ, chúng có thể làm dễ dàng bằng chi sau và ép cánh vào bên hông. Nhưng khi cố vượt qua góc lớn hơn 60 độ, bạn sẽ thấy đôi cánh tự động tham gia vào quá trình leo. Dial đặt tên cho hành vi này là chạy dốc dùng cánh. Khi độ dốc tăng, chim vỗ cánh để nâng lực đỡ cho chi sau
và giúp thân chim không bị trượt xuống dốc. Thay vì đột phá từ chỗ chạy dưới đất, chuyển sang bay ngay. Việc chạy lên dốc và giục cánh hỗ trợ đôi chân tạo nên những bước tiến hóa nhỏ, giúp chim từ từ phát triển sải cánh rộng hơn và bay tốt hơn. Ở góc 90 độ, tần suất đập cánh và lực tạo ra đã dần đạt đến mức cần để bay. Nếu ta cho con chim chạy lên dốc 90 độ, dốc thẳng đứng, rồi rút mặt dốc ra, con chim sẽ không cần thay đổi gì cả. Nó không cần đổi góc đập cánh, tần suất đập cánh, và như thế sẽ bay lên. Có phải khao khát tiếp tục đi trên mặt đất thay vì bay là tàn dư của sự tiến hóa? Có lẽ điều này đã ăn sâu vào trong hệ thống thần kinh của chúng. Nếu chân chạm dốc, chúng sẽ phải chạy lên. Có thể chúng vẫn gắn bó với mặt đất, vì hàng triệu năm trước khi biết bay, tổ tiên khủng long của chúng cũng sống dưới đất. Dial và Jackson hy vọng nắm được manh mối về việc tập tính này ăn sâu đến đâu ở loài chim. Họ tiến hành thử nghiệm lần nữa, lần này thay bằng con chim chưa học bay. Kết quả là, cũng giống như chim bồ câu trưởng thành biết bay, con chim con chạy lên dốc. Khi độ dốc tăng, chúng đập cánh mạnh hơn và nhanh hơn. Jackson tin rằng hành vi này có thể giải thích các bước tiến hóa mà tổ tiên khủng long của chim, vốn chưa có đôi cánh hoàn chỉnh, đã trải qua để tiến hóa cho phù hợp với việc bay lượn. Suốt hàng triệu năm, khủng long Theropods đã chuyển từ chạy dưới đất sang chạy trên các con dốc thoai thoải. Khi leo dốc 60 độ, chúng bắt đầu dùng đến dạng tiền thân của cánh, phần chi trước nhỏ chưa bay được. Lại thêm nhiều triệu năm nữa, ở góc 60 độ, chúng có thể chạy lên góc 70 độ, rồi 80 độ và cuối cùng là chạy lên góc thẳng đứng. Những bước tiến tăng dần suốt nhiều triệu năm khiến chim có cánh lớn hơn, cơ khỏe hơn và vỗ cánh đều hơn. Đây là kết quả của chọn lọc tự nhiên và chim đã tiến hóa đến mức bay được. Các yếu tố nào khiến chim phát triển đôi cánh đầy đủ và có thể tạo ra các loại lực khí động học cần thiết? Một trong những áp lực chọn lọc lớn nhất chính là nguy cơ bị ăn thịt. Tổ tiên của loài chim là loài khủng long hai chân Theropods nhỏ bé. Chúng chỉ dùng chi sau để di chuyển, để tránh bị ăn thịt. Chúng có thể cố gắng chạy nhanh hơn kẻ thù hoặc trốn lên những chướng ngại vật. Chúng an toàn khi trú ẩn ở trên cao. Theo thời gian, cuộc truy đuổi giữa kẻ ăn thịt và con mồi ngày càng quyết liệt. Để thoát thân, những con Theropod nhỏ bé này phải phát triển khả năng chạy lên các mặt dốc ngày càng cao để lẩn trốn. Dần dần, chúng có đủ sức để bay. Sau khi biết bay và thoát khỏi thú ăn thịt ở bên dưới, chim có thể tận dụng các lợi ích khác từ việc này, chẳng hạn nguồn thức ăn dễ kiếm và đa dạng hơn. Bay lượn cho phép chim khai thác những không gian vượt ngoài khả năng của loài không bay. Khả năng bay lượn trên đồng cỏ và săn tìm loài gặm nhấm nhỏ như với diều hâu và đại bàng chỉ có ở động vật biết bay. Thí nghiệm của Dial có thể chứng tỏ được cách thức và lý do chim tìm đến bầu trời. Nhưng làm thế nào chúng chống lại được định luật vạn vật hấp dẫn và ở trên không? Sau khi chim tiến hóa và biết bay, vẫn còn đó một câu hỏi: làm thế nào để chúng chống lại định luật hấp dẫn và ở trên không? Đáp án đơn giản có lẽ nằm ở việc chúng vỗ cánh. Nhưng quá trình tiến hóa giúp chim bay được cần đến nhiều điểm thích nghi đặc biệt. Côn trùng, động vật biết bay đầu tiên, rất nhẹ, không cần nhiều sức để giữ mình ở trên không. Và không giống chim, chúng không ở mãi trên trời. Những loài sinh sống biết bay như chim có kích cỡ lớn hơn và cần nhiều sức hơn để tạo ra các lực khí động học cần thiết cho việc đẩy chúng về phía trước. Cỗ máy chủ yếu tạo ra những lực này ở chim là đôi cánh.
Máy bay có động cơ và cánh. Động cơ tạo ra các lực chống lại lực cản và cánh sinh ra lực chống lại trọng lực. Nhưng ở chim, cánh tạo ra cả lực đẩy và lực nâng. Chim dần tiến hóa để có được các đặc tính cơ thể hoàn hảo cho việc sống ở trên không. Cánh của chúng cong tự nhiên, mặt trên và tương đối phẳng ở bên dưới. Lực nâng sinh ra do không khí đi qua mặt trên của cánh nhanh hơn, khiến cánh được đẩy lên, đồng thời tăng lực ép xuống mặt dưới cánh. Khi chúng bay, chúng tạo ra đủ lực để đẩy mình lên trời và không trượt đi. Ta biết chim tạo ra toàn bộ các lực khí động học khi đập cánh xuống. Chúng cử động cánh từ vị trí bên trên thân, dùng cơ ngực ép chúng xuống, tạo ra lực nâng và lực đẩy. 95% sức mạnh cần cho việc đập cánh xuống nằm ở một cơ duy nhất, cơ ngực. Trung bình 1/5 khối lượng cơ thể chim là dành cho khối cơ chính giúp nó bay. Theo thời gian, cơ này tiến hóa lớn dần và tạo được nhiều lực hơn, giúp chim bay tốt hơn. Một yếu tố cũng quan trọng là khả năng định hướng. Chim có khả năng đặc biệt, có thể nhận biết trên dưới khi di chuyển trên không, nhất là khi rẽ ngoặt. Máy bay phải lắp thiết bị trị giá hàng nghìn đô la để xác định hướng, nhưng chim thì không cần. Những thứ đó dường như có sẵn trong đầu của chúng. Chúng có một thứ tương tự như con quay hồi chuyển ở bên trong. Khi ta xoay một con chim, đầu nó vẫn giữ nguyên trạng thái. Điều này hoàn toàn trái ngược với phần lớn động vật có vú. Chúng có một cơ lớn níu chặt xương sọ và cổ, nên thân mình quay đi đâu, đầu sẽ theo hướng đó. Khi đổi hướng, chim nghiêng toàn bộ cơ thể và phải giữ đầu thẳng để không mất phương hướng với mặt đất. Nhưng có lẽ một tiến bộ khác mới mang tính quyết định trong sự tiến hóa khả năng bay của loài chim. Chìa khóa cho sự thành công của mọi sinh vật trên cạn là khả năng điều tiết oxy. Để có đủ sức bay, loài chim đã phát triển phương pháp sử dụng oxy đầy tính cách mạng. Vấn đề là chúng cần hấp thụ lượng lớn năng lượng và oxy. Bí mật nằm ở cấu trúc bên trong của chim. Giống như thằn lằn bay, chim cũng có các xương rỗng liên kết các túi chứa đầy không khí. Những xương xốp này là dấu tích của hệ thống túi khí trong khung xương. Hệ thống túi khí ở đó cung cấp lượng oxy cần thiết khi bay. Hệ thống túi khí là gì? Nó hoạt động như thế nào? Nhà cổ sinh học về động vật có xương sống, Leon Claessen, thuộc trường Đại học Holy Cross, nghiên cứu về hệ thống phức tạp này ở nhiều loài chim khác nhau. Khác với phổi của động vật có vú, thường nở ra và co vào khi bạn hít thở. Phổi chim có kích thước cố định. Chúng không thay đổi về thể tích khi hít không khí giàu oxy và thải khí carbonic. Chim luân chuyển không khí trong hệ hô hấp qua một chuỗi túi khí. Đó là các phần mở rộng, giống như là quả bóng, nối với nhiều lỗ thông khí. Bằng cách trao đổi khí giữa các túi khí khác nhau, dòng khí đi vào phổi chim sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều bằng cách liên tục tách oxy trong phổi từ không khí trữ trong túi khí và cả khi hít vào, thở ra. Tại trạm nghiên cứu thực địa Concord ở trường Đại học Harvard, Claessen và cộng sự sử dụng kỹ thuật X-quang có tên là chụp X-quang động để quan sát cơ chế của hệ thống túi khí độc đáo này. Claessen cho con chim vào trong thiết bị. Tại đó, máy quay ghi lại hình ảnh túi khí khi đang hoạt động. Trong đoạn băng này ta có thể thấy, khi lồng ngực nở ra, phần lớn các túi khí, nhất là các túi khí ở phần đuôi, tăng kích cỡ lên rất nhiều. Những túi khí này cho phép con chim liên tục luân chuyển không khí khi cần, tạo ra cỗ máy hô hấp cực kỳ hiệu quả chỉ có ở loài chim. Bạn có thể thấy cả cơ thể con chim đang hoạt động. Đó là một trong những cấu trúc tinh tế và hiệu quả nhất trong số các loài động vật có xương sống hay hít thở không khí đang tồn tại trên trái đất. Mọi loài chim ngày nay đều có các túi khí.
và có bằng chứng cho thấy nó tồn tại ở một số loài khủng long. Như vậy, chắc chắn chúng đã tiến hóa từ rất lâu trước khi chim bay được. Ở các loài khủng long lớn như khủng long bạo chúa, có bằng chứng về sự hiện diện của túi khí, vì trong xương có các khoảng hở do một phần các túi khí xâm nhập vào xương. Các đặc điểm giải phẫu đã tiến hóa ở khủng long chạy dưới đất như túi khí và lông được chọn lọc tự nhiên, tinh chỉnh để tạo ra những bậc thầy bay lượn. Cấu tạo cơ thể độc đáo này đã mở đường cho khoảng 10.000 loài chim tỏa khắp các lục địa. Nhưng 55 triệu năm trước, một nhóm động vật có vú không có lông vũ như chim sắp sửa chinh phục bầu trời theo cách hoàn toàn khác. Xế chiều, phần lớn các loài chim đã ngừng bay, nhường chỗ cho một động vật hoàn toàn khác. Dòng động vật thứ tư và cũng là cuối cùng tiến hóa khả năng bay là bậc thầy của màn đêm, loài rơi. Rơi là loài thú có vú duy nhất không sống dưới đất. Không chỉ là một biến dị của tiến hóa, rơi là một trong những loài thành công nhất. Với hơn 1.000 loài trên khắp thế giới, chúng chiếm đến 20% các loài động vật có vú. Rơi tiến hóa, một khả năng bay độc nhất vô nhị, không cần lông vũ như chim, thậm chí không cần xương rỗng và các túi khí. Rơi và chim tiến hóa hoàn toàn độc lập. Chúng là đại diện cho hướng tiến hóa bay khác nhau. Nhưng điều gì đã khiến chúng trở thành loài động vật có vú biết bay duy nhất khoảng 55 triệu năm trước? Bằng cách nào chúng có thể làm được điều không mấy loài chim làm được? Bay vào ban đêm. Chúng tôi tin rơi đã tiến hóa từ một tổ tiên dùng các nếp da để trao liệng ở trên không thay vì phải đập cánh. Sáu nhóm động vật có vú bay lượn vẫn còn tồn tại đến nay, từ thú có túi đến cáo bay và sóc bay, nhưng chỉ có rơi là có thể bay. Lý do vì sao vẫn là một bí ẩn, nhưng Sharon Schwartz, chuyên gia nghiên cứu rơi ở trường Đại học Brown, đã nghĩ đến việc này liên quan đến kiểu bay thời cổ đại của chúng. Một chức năng chính của việc trao lượn là để thoát khỏi thú ăn thịt trong nháy mắt. Về mặt sinh lý, rơi bay theo cách hoàn toàn khác với chim. Khi tiến hóa, chúng giữ lại đặc điểm 5 ngón tách biệt ở bàn tay của động vật có vú, được bọc trong da để tạo thành cánh. Swat và đồng nghiệp đã nghiên cứu khả năng bay lượn của rơi bằng cách quan sát chúng bay trong ống thông gió. Rơi tiến hóa từ loài động vật có 5 ngón tay, 5 ngón riêng biệt, dùng để kiểm soát, thao tác nhiều việc trong môi trường xung quanh nó. Khi cánh chim tiến hóa từ chi trước của khủng long, chúng đánh mất mọi dấu vết của các ngón cầm nắm trước đây. Nhưng chính các ngón của động vật có vú mà rơi giữ lại đã khiến chúng trở nên đặc biệt và bay không giống chim. Hai cánh chim luôn cố định và thẳng hàng nhau. Cánh này giống hệt cánh kia. Ngược lại, rơi có thể dùng các ngón tay và gần 20 khớp để điều khiển riêng rẽ từng bên cánh, nhanh chóng thay đổi quỹ đạo bay. Chúng giống mái chèo ở thuyền hơn là cánh của máy bay. Khả năng kiểm soát cánh độc đáo này khiến rơi trở thành ngôi sao trên bầu trời. Chúng có thể liệng và dừng tức khắc, có thể đổi hướng nhanh hơn chim đến 10 lần. Khi nhìn lên bầu trời đêm, ta thấy rơi lao theo các góc và tốc độ hỗn loạn. Nhưng chúng không hề mất kiểm soát, mà đang làm chủ mọi thứ. Nhưng khi quan sát rơi cất cánh, ta mới thấy một điều độc đáo nữa về khả năng bay của rơi. Chúng là một trong số ít loài có xương sống biết bay, chiếm lĩnh bầu trời đêm. Tiến sĩ Jim Simon của trường Đại học Brown nói một nhân tố môi trường đơn giản có thể đã khiến chúng biết bay, đó là sự săn mồi. Một số lượng lớn côn trùng tiến hóa để hoạt động vào ban đêm nhằm tránh bị chim tấn công và ăn thịt. Loài rơi đã xuất hiện và khai thác nguồn côn trùng dồi dào về đêm này, mà không vấp phải sự cạnh tranh. Thức ăn đã khiến loài rơi trở thành kẻ ăn đêm.
Vậy chúng làm thế nào? Đừng quên chúng bay trong bóng đêm dày đặc. Vì vậy, đa phần chúng không nhìn thấy gì. Chúng đã phát triển đặc điểm gì để định hướng trong bóng tối? Với vài loài rơi, đáp án nằm ở thiết bị siêu âm tích hợp sẵn trong cơ thể. Định vị bằng tiếng vang. Định vị bằng tiếng vang là quá trình động vật phát ra âm thanh trong môi trường và lắng nghe tiếng đó vọng lại từ các vật thể ở trước mắt. Ở rơi, những tiếng đó có tần số quá cao, tai người không thể nghe thấy. Hệ thống giống radar này tạo lợi thế cho rơi khi di chuyển trong bóng đêm. Ngoài rơi, chỉ có cá voi và cá heo có hệ thống này. Rơi là động vật bay duy nhất dùng kỹ thuật này để di chuyển trên bầu trời. Tại phòng thí nghiệm, Simon chỉ ra độ chính xác của rơi khi bay trong màn đêm dày đặc. Đây là dây xích, đóng vai trò chướng ngại vật. Rơi sẽ bay vào đây và liệm quanh dây xích. Sử dụng sóng siêu âm, giống như khi di chuyển qua thảm thực vật. Cả dây xích và căn phòng hoàn toàn là màu đen. Khi rơi bay, chúng tôi tắt đèn và căn phòng sẽ tối đen. Rơi sẽ buộc phải dùng sóng siêu âm, thay vì tận dụng chút dư ảnh còn sót lại. Bắt đầu. Dù Simon có di chuyển dây xích bao nhiêu lần để tạo chướng ngại vật mới, kết quả vẫn như vậy. Lũ rơi di chuyển an toàn từ đầu này sang đầu kia. Trong phòng tối, chỉ dựa vào định vị bằng tiếng vang. Những loài bay đêm này sử dụng đôi tai cũng giống như là đại bàng, dùng mắt để phát hiện ra con mồi từ trên không vậy. Hệ thống vô cùng tiến hóa này giúp cho rơi sống và bay lượn thành công trong bóng tối dày đặc. Trong sự tiến hóa của rơi, ta không thể tách rời khả năng bay lượn với năng lực định vị bằng tiếng vang và khả năng nghe của chúng. Chúng luôn đi cùng với nhau. Hai yếu tố này kết hợp nhịp nhàng đến nỗi đã có hơn 1.000 loài rơi phân bố trên khắp thế giới. Cùng với hơn 10.000 loài chim và hơn 1 triệu loài côn trùng, bầu trời tràn ngập các chuyến bay cả ngày lẫn đêm. Có thể cho rằng khả năng bay là thành tựu tiến hóa hấp dẫn trí tưởng tượng của con người nhất. Bằng cách nghiên cứu các đặc trưng kỳ diệu của 4 động vật biết bay, thằn lằn bay, côn trùng, chim và rơi, loài người đã làm được một điều tưởng như không thể, bay lên bầu trời. Nhưng cỗ máy con người làm ra không là gì so với kỳ công bay lượn trong thế giới tự nhiên. Nhờ các thành tựu tiến hóa ngoạn mục, suốt hàng triệu năm qua, mặt đất và nước không còn là nơi duy nhất có sự sống nữa.